3 à, triệu thông tin thẻ thanh toán với giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Ngày 29 tháng 10, các chuyên gia của Group IB đã phát hiện, tệp dữ liệu chứa thông tin chi tiết thẻ thanh toán của người dùng mới được đưa lên. Những chiếc thẻ này được giao bán lên tới 100 đô la Mỹ mỗi chiếc, có nghĩa là những tin tặc này có thể kiếm được tới 130 triệu đô la Mỹ dựa vào thông tin của chủ thẻ mà chúng có được. Dựa theo phân tích sơ bộ của Group IB, thông tin thẻ mà chúng lấy được do đặt thiết bị đọc lướt khi người dùng quẹt thẻ trên ATM hoặc máy post số lượng các loại thẻ này đến từ nhiều ngân hàng khác nhau nên không phải chỉ có atm của một ngân hàng cụ thể nào bị tấn công cả việc người dùng bị lấy mất thông tin khi quẹt thẻ khá phổ biến khi họ quẹt thẻ ở những cửa hàng không mấy an toàn hay một số cây atm bị tin tặc đưa vào tầm ngắm khi có được thông tin về thẻ chúng có thể rút tiền lập tức hoặc đem giao bán lên các chợ đen nơi mà những kẻ khác có thể dễ dàng tìm thấy thông tin thẻ từ đó sao chép lại và rút tiền của người dùng